2 xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùi Dò. Mình biết tàu lao chào bây Trần Hoàng Đại Lâm Bolo Tali. Đây là kèo hẹn tiếp tục. Set đầu tiên thì bên Sang Lỡ và Hùng Láo Táo chấp một đêm. Còn set này thì chấp 2 đêm, đánh 12-14. Đây là sân Gò Sòi Mới của anh Huy. 704 sạc 6, Hương Loai, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 1-0. Bên Cắt Ké và Bắp đánh 12 đêm. Còn bên Sang Lỡ và Hùng Láo Táo đánh 14 đêm. Lại là Sang Lỡ đánh bóng ra ngoài và bóng vừa rồi. 2-0. Đây là set thứ hai của kèo hẹn. 2-0. Bóng ra ngoài. 3-0. Một pha bóng quá khó chịu gì rồi của Cắt Ke. 3-0. 4-0. Không hiểu điều gì đang xảy ra bóng vừa rồi cho Lao Tao. 4-0. Đây là sân Gò Sòi Mới, chuẩn bị hoàn thiện nha các bạn. Hiện tại bây giờ mặt sân đang rất đẹp, rất đẹp. 4-0. Sang Lửa đứng trên mặt lưới rất lợi hại nha các bạn. Sang Lửa có những cú đánh hai cái nách rất tuyệt vời. Lại là Hùng Láo Táo. Lại là Hùng Láo Táo. 5-0. Lip Pro chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai ra mọi một cái 145.000 một chai. 5-0. Cắt Ke đánh bóng ra ngoài. 1-5. Quá hay cho Sang Lỡ các bạn à. Một pha cú bóng quá hay gì rồi của Sang Lỡ. Lại là Bắp đánh bóng ra ngoài. 2-5. Lại là Bắp đánh bóng ra ngoài. 2-5. Hiện tại bây giờ Hòa Thành Tây Ninh, ông bầu Cắt Ke là một trong những cao thủ nổi lên 12 mét kỳ. Kèo hẹn và kèo hẹn. Quá hay cho Bắp bóng gì rồi. Lại là một pha thiếu cảm giác gì rồi của Hùng Láo Táo. 6-2. Đổi sân. Ở bên Cắt Ke đánh 12 điểm. Còn bên Sang Lửa và Hùng Láo Táo 14 điểm. Hiện tại Đại Lâm cũng có một kênh phụ là Đại Lâm Chuyện Bên Lề, quay lại tất cả các sân bóng vui nhộn tất cả. Các bạn nào có yêu quý hãy ủng hộ
xe và le và xe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ đăng ký nha các bạn ơi, ủng hộ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Lại là Hùng Lao Táo. Xin bài này có thể nói Hùng Lao Táo hư quá nhiều, hư hỏng quá nhiều. 72 72 lại là Hùng không thủ nổi được bóng rồi, con các kẻ quá khó chịu. 82 bộ đội kêu rồng lên, canh lên mà đứng đâu giữa này, canh cái gì mà canh ở đây. Lại là Lao Táo, Hùng Lao Táo đến bóng đồng hai. 92 những cái kèo hẹn bất ngờ và bất ngờ, đôi lúc kèo hẹn rất bất ngờ nha các bạn, trên lệch tỷ số, đôi lúc phong độ. Lại là các kèo đến bóng đồng hai. 39 đây là bộ đội, bộ đội quá đẹp trai. Và quá cảm giác rồi con các kẹt. Quá hay. Quá hay chưa bắp. Một pha bộc lọt quá hay. Quá cảm giác gì rồi của Sa Lợ. Một pha thật sự rất cảm giác mặt lưới rồi của Sa Lợ. Bốn chân. Một pha quá tuyệt vời gì rồi của Sang Lợ. Một cú bẻ lái quá tuyệt vời. 5-9. Bên kia cắt kéo và bắp đánh 12 điểm. Còn bên Sang Lợ và Hùng Lao Táo 14 điểm. 5-9. Đẳng cấp. Pha bóng gì rồi của Sang Lợ. 6-9. Một pha quá đẳng cấp thật sự rồi của Sang Lợ. Hai pha liên tiếp. Sáu chín. Quá khó rồi, một pha quá khó gì rồi cho Sang Lợ. Thật sự một pha bóng ghim đi quá khó chịu gì rồi cái đường y của các kẹ. 16. Lại là Sang Lợ đến bóng ra ngoài. 11-6. Phép màu nào cho Sang Lợ và Hùng Lao Táo trở lại đây. Quá hay cho Hùng Lao Táo, một pha bay bóng của người. Hết phim, kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Tỷ số 12-6. Còn đây là cặp Hoàng Dí Gò Soi chuẩn bị vào sân. Hoàng Dí trở lại ăn hại hơn chưa. Đây là bộ đội Thái Diêu. Đây chuẩn bị kèo mới cáp kèo và cáp kèo. Cáp kèo tiếp tục các bài. Còn đây là Lipro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đã mỏi với gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều luôn đồng hành ủng hộ cùng kênh để làm mua đồ giọt và Lipro. Đèn đã lên. Đèn đã lên.
đang cáp kèo và cáp kèo tiếp tục nha các bạn hãy chờ xem nha.